trong răng đoạn 4 câu 50. Đức Chúa Xu đã phán: "Hãy đi, con của người sống." Người bèn tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình, bèn đi. Đức Chúa Giêsu đã từng phán: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống." Ngài cũng từng nói: "Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." Quả thật, Đức Chúa Giêsu là đứng ban sự sống và có quyền trên sự chết. Ngài không phải là một vị thầy khả kính, cũng không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài chính là đứng năng quyền tạo dựng ra vũ trụ bao la bởi lời phán của Ngài. Khi nghe tiếng Chúa, biện phải yên lặng, bệnh tật phải lui đi, người mù thấy được, người đứt nghe, người câm nói, người què bước đi, thậm chí người chết sống lại. Nhưng phép lạ lớn nhất là Ngài chịu chết trên cây thập tự giá và ba ngày sau đã sống lại để cứu tội nhân biết ăn năng trở về cùng Ngài. Tội được tha, linh hồn được cứu. Bởi quyền phép đó, Ngài ban cho chúng ta là những kẻ tin được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen.